Đây, hiện tại Duy Tùng đang đứng tại đây đây. Đứng tại trục chính của thôn 5 này, bắt đầu rẽ vào một mảnh đất gần với trục chính thôn 5. Giới thiệu cho quý anh chị và các bạn nha. Mảnh đất là 240 m ạ. Vâng, 240 m. Đường vào rất là thoáng luôn. Chúng ta bắt đầu đến đất ạ. Xin chào quý anh chị và các bạn đến kênh Duy Tùng Dreamland, đất nền đô thị vệ tinh Hà Nội. Vâng, đây thưa quý anh chị, đây là mảnh đất em đang định giới thiệu cho quý anh chị đây. Tổng diện tích của mảnh đất là 240 m, hơn 9 m mặt tiền. Đất rất là vuông, hơn 9 m mặt tiền. Đấy. Và đằng sau cũng là hơn 9 m. Từ đây ra với đường D, trục đường quy hoạch trục đường DH09 nó khoảng tầm hơn 100 m thôi. Và đây ra đại lộ Thăng Long là khoảng tầm 700 m là đến đại lộ Thăng Long. Phía đây là chạy ra trục chính thôn 5, nó chỉ khoảng tầm chưa đến 100 m là ra trục chính thôn 5. Đấy, đường thông quý vị nhé. Đường này cũng vòng ra trục chính thôn 5, vẫn là đường thông. Đây ạ. Quanh đây đang phân lô rất là nhiều và giá đang bán rẻ hơn, đắt hơn mảnh đất này rất là nhiều. Đấy, giá đang cao hơn mảnh đất hiện tại mà em đang giới thiệu cho quý anh chị và các bạn đây. Lô đất này thì 240 m, đất rất là vuông, vừa tầm tiền. Đó. Cách trung tâm Hà Nội khoảng tầm 40 km. Vâng. Cách nhà máy in tiền chỉ khoảng tầm là chưa đến một cây là ra nhà máy in tiền rồi. Khoảng tầm 800 m thôi ra nhà máy in tiền. Gần với đường đôi của khu công nghệ cao tại Phú Cát rồi. Vâng. Đây đường trước mặt đây quý vị. Đường trước mặt rất là rộng, rất là thoáng. Đấy. Xung quanh đây thì rất nhiều dân ở và đi lại rất là thuận tiện. Sau rồi trục đường DH09 mà triển khai thì từ đây chạy ra phát là ra đến thẳng ra đến đại lộ Thăng Long luôn, đi lại rất là thuận tiện. Đấy nên mảnh này về lâu về dài đầu tư sẽ rất là tốt. Và hiện tại đang giờ giá cũng rẻ hơn so với khu vực. Vâng, quý anh chị quan tâm mảnh đất này hãy liên hệ với em nhé. Quanh đây thì em cũng còn hơn chục lô nữa. Hơn mặt tiền hơn 9 m. Còn hơn chục lô nữa. Quý anh chị có nhu cầu đất tại Phú Cát thì xin hãy liên hệ với em. Em sẽ giới thiệu cho quý chị và các bạn những lô tiếp theo. Và quý chị nào có đất tại Phú Cát, khu ngoài mà cần thanh quản, cần chuyển cho chủ nhân mới thì cũng xin hãy liên hệ với em sẽ giúp đỡ. Vâng, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi nha. Đấy, lô đất đấy, 240 m ạ. Hơn 9 m mặt tiền, đất rất là vuông. Vâng. Đó, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi.